Chào Mẫn Mến, chào quý cô chú anh chị, Mến chào cả nhà thân yêu nha. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Mẫn nè. Sáng nay á thì Mẫn sẽ đi thăm 12 cửa. Bây giờ quý cô chú anh chị cùng cả nhà mình đi thăm với Mẫn nha. Không cho đi xuồng. Không cho đi xuồng thì tôi lội nước. Tôi đứng cho nó luôn kìa. Ôi trời. Nhiệt tình chứ. Bởi vậy phải cho nó xuống xuồng nó mới chịu. Trời, nó xuống nó quậy mà mình không có chỗ mình ngồi. Chú. Chú. Dạ có hết không chú ơi? Đường con lương nè. Cô cu ăn cá rô. Cỡ này nó chạy được chừng tuần lễ là nó nghỉ chạy rồi. Tại vì nhờ ta bơm nước nè, anh ta xả lúa. Sáng lên được con lươn. Cha có thể cái xô cho Mẫn nữa. Ở đầu kia. Rồi xong. Một cái. Bông ơi. Nước cỡ này á, mai mốt người ta rải thuốc ốc nữa là đó. Nó đen kịt luôn. Chưa rải nó là nó đen rồi tại vì sói. Thôi vậy. Vậy con bỏ cái đuôi này luôn nha. Rớt mít rồi. Đen hả? Nó lội xuống lên mà đâu rớt đâu. Trời ơi, vậy mà hốt thân từ đầu bên đó qua bên đây cho cá nó đổ về. Là con tháo dây trước rồi con mới ý không à? Đã là con đưa đi từ đầu đó qua đây nè, sợ cá nó dính cục giữa. Cái giữa hả? Con thấy nó đâu có dính gì đâu. Bậy. Đó, bởi vì cái lú giữa đó chết. Con có mắc cành cái tướng đó. Vậy hả? Mấy bữa nay cha thăm lú mà. Mình mày coi cái xác đó. Tập thân là thân từ ở ngoài vô. Ui. Cá lóc nè, con giỡn, con giỡn có cái đầu vậy không à? Tập thân này tập thân hết. Cái này nó bự quá. Con cá lóc nhỏ. Dạ. Cái vợ vốn á nó đỡ mệt hơn cái vợ cái này. Vợ cái này á tay chân đỏ ké hết trơn à, tại vì toàn là sắt không à. Nặng lắm. Bởi vì thường thường cha ít cho Mẫn vợ cái này lắm, cha ở nhà là cha hay vợ. Đầu tiên là thấy tạm ổn rồi. Im rồi nha. Tôi cứ thế luôn. Xong. Thank you.
coi nè. Có ba con thôi mà hai con cá rô bự, một con cá lóc. Cái này nhìn cá rô mè đi mọi người. Bắt cái con cá rô mè nha. Ai da, trời ơi. Nó đeo. Rồi xong. Cái trong mảnh tông hả? Tôi tưởng đâu mấy bụi bát độ của cha chứ. Chuột, chuột, dính chuột rồi. Đang bắt dính chuột rồi đó. Nghe tiếng chuột con kêu đó. Còn có cá lóc gì nữa nha. Ủa, cá lóc lên. Sủa dai quá.
Wow, cá bắp phượng. Còn hai cái bự nữa nha cả nhà, hai cái cực kỳ bự luôn.
quá đã luôn. Cá rô mề nóng lạnh luôn. Cá chốt. Cả nhà nhìn nhỏ cá cũng vẫn nãy. Trời ơi. Đây có lỗ lũng bự quá. Rồi sao? Nói chung là sáng nay vẫn vội thu cá nha cả nhà. Mặc dù thăm mấy cái 12 cửa này nó mệt thiệt. Rồi, tay chân đỏ ké hết trơn luôn. Nó đau lắm. Đỏ tươi luôn á. Nhưng mà cá nhiều lắm cả nhà, quá chừng cá luôn. Trời ơi, được mấy con cá rô mà nó ú kinh khủng ú luôn á. Cái vỏ sách này cũng nặng lắm nha. Quá chừng luôn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo của Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Thank you.